không cần Viagra, quý ông cứ ăn những món này sẽ khỏe hơn lực sĩ. Tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Châu Bệnh viện Đa khoa Medlatech khuyến nghị nam giới nên bổ sung thực phẩm có nhiều chất kẽm, giàu đạm, vitamin để tăng cường bản lĩnh đàn ông. Trong đó, kẽm là một vi chất rất cần thiết đối với đàn ông. Chất này không chỉ cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể, mà còn là một thành phần có lợi cho quá trình sản xuất tinh dịch và hormone giới tính. Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Quân đội Trung ương 108 Hà Nội, cũng cho hay chỉ cần mất đi một lượng nhỏ kẽm đàn ông có thể sụt cân, giảm lượng tinh trùng, tần suất tình dục và có thể mắc bệnh vô sinh. Đối với đàn ông, kẽm rất quan trọng trong việc sản xuất tinh dịch. Khoảng 5mg kẽm bị mất đi trong quá trình xuất tinh. Nhu cầu về kẽm hàng ngày của phái mạnh khoảng 10-15mg. Theo các chuyên gia, cách tốt nhất là bổ sung kẽm từ thức ăn hàng ngày, trong đó, hải sản, cụ thể là sò, hàu, bào ngư là những nguồn dồi dào vi chất này. Bào ngư, theo Đông y, đây là một món đại bổ, giúp tăng khí, hạ nhiệt, bổ thận, chống suy nhược cơ thể và đặc biệt tốt cho quý ông bởi có tác dụng tráng dương, tăng cường sinh lực. Thịt bào ngư săn chắc, dùng tươi hay khô đều được, có thể chế biến thành nhiều món ăn như súp, hầm, xào, nấu cháo trong các món ẩm thực đãi khách ở nhà hàng, khách sạn hay có món bào ngư hầm nấm đông cô, bào ngư bông cải sốt dầu hào, bào ngư hầm nấm, bào ngư hầm cháo bồ câu có tác dụng tráng dương, tăng cường sinh lực nên quý ông rất ưa chuộng. Tôm. Tôm có tác dụng tăng cường sức bền bỉ, khoái cảm bởi chúng chứa nhiều kẽm, khoáng chất giúp cơ thể sản sinh testosterone. Ngoài ra, tôm còn hấp dẫn bởi vị đậm đà, giòn thơm, ăn nhiều không lo ngấy. Tôm giúp quý ông nhanh lấy lại phong độ và dai sức hơn khi quan hệ tình dục. Nghêu ngao. Nghêu ngọt thịt, ngọt nước, ngon miệng, dùng nấu riêu cà chua thì là ăn với bún hoặc cơm rất ngon. Cháo nghêu nêm hành, rau răm thì là cũng là món bổ dưỡng, giúp khí huyết sung mãn, cơ thể phấn chấn. Tu hài. Tu hài được cho là món ăn bổ dưỡng, tốt với nam giới, có tác dụng cải thiện rõ rệt khả năng sinh lý. Những món ăn được chế biến từ tu hài như nấu cháo, luộc, hấp, nướng mỡ hành hay ăn sống với mù tạt thường đậm đà, có hương vị thơm ngon nên rất được nhiều người ưa thích. Sò huyết tốt cho sinh lý nam. Sò huyết là loại hải sản rất quen thuộc được nhiều người ưa chuộng. Đặc biệt, hàm lượng dưỡng chất trong loại thực phẩm này rất dồi dào. Phải kể đến nhất là kẽm, protein, lipid và hàng loạt các loại vitamin như A, B1, C. Từ lâu, y học cổ truyền đã đề cao tác dụng của sò huyết trong việc bồi bổ cơ thể, kiện vị, rất hữu ích khi bị thiếu máu. Bên cạnh đó, sò huyết còn được biết đến với công dụng tăng cường sinh lý cho phái mạnh nhờ lượng kẽm và các vitamin rất nhiều trong nó. Ngoài khả năng tăng sức bền, kéo dài cuộc yêu, thì việc thường xuyên bổ sung sò huyết còn kích thích cơ thể sản sinh nhiều tinh binh khỏe mạnh. Hàu giúp tăng cường sinh lực phái mạnh. Để giúp cải thiện chức năng sinh lý, thì hàu là loại hải sản phái mạnh tuyệt đối không được bỏ qua. Cũng khá giống với sò huyết, hàm lượng kẽm trong hàu tương đối cao. Kẽm chính là thành phần quan trọng giúp thúc đẩy quá trình sản xuất hormone testosterone. Nhờ đó mà hàu được liệt kê vào nhóm thực phẩm tốt cho việc cải thiện bản lĩnh phái mạnh. Cua biển giúp cải thiện chuyện chăn gối. Cua biển là một trong những loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, nhất là sức khỏe nam giới. Bởi trong cua biển có rất nhiều các nguyên tố vi lượng, tiêu biểu như kẽm, selen, đồng, canxi rất tốt trong việc kích thích sản sinh nội tiết tố nam. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng cua biển có tác dụng bồi bổ tủy xương, hỗ trợ điều trị các chứng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm. Việc thường xuyên ăn cua biển sẽ giúp phái mạnh nhanh chóng lấy lại bản lĩnh. Nguồn axit omega 3 dồi dào trong cua biển còn giúp cải thiện trí nhớ, tăng sức đề kháng. Phái mạnh nên ăn ốc vòi voi. Ốc vòi voi không chỉ là loại hải sản có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, mà còn đem lại giá trị dinh dưỡng cao. Theo kinh nghiệm từ dân gian, ăn nhiều ốc vòi voi có thể giúp cải thiện tốt chức năng sinh lý. Chính vì thế mà loại hải sản này được nhiều quý ông xem như thần dược giúp lấy lại bản lĩnh trốn phòng the. Rồng cường dương. Với giá tiền triệu, rượu ngâm rồng cường dương được đồn thổi là một loại thần tửu, thường được ví như một thứ Viagra đến từ biển khơi, có khả năng cải thiện chuyện ấy của các quý ông một cách rõ rệt. Sâm đất. Sâm đất là một loài giun sinh sống ở môi trường nước biển, có nhiều ở các vùng biển phía Nam Việt Nam. Từ xa xưa chúng đã được coi như một thứ hải sản quý, được săn bắt để dâng cho vua, quan. Ngày nay, sâm đất được dân nhậu coi như một thứ Viagra giá rẻ. Cầu gai. Có nơi gọi là nhung biển hay nhím biển, được ví như là nhân sâm của biển vì những tác dụng của nó. Theo nghiên cứu của y học, thì cầu gai là một món ăn tăng cường canxi rất hữu ích cho cơ thể. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực cho phái mạnh. Im gờ. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.